Hello anh em, mình là Sang Nguyễn Phạm nha. Hôm nay có anh em hỏi đó, anh ơi con cái mình đó nó hung dữ quá, nó nhát quá, rồi mình làm sao bắt? Thì cái điều đầu tiên á, anh em có quen như mình thì bắt tay, còn không bắt được á thì chỉ anh em, ví dụ con cái nó gì thì anh em bắt nó, anh em hang hang tay mình không? Con cái và con chó nè chụp ngang đây, còn ba con này mình bóp cái đuôi nó, còn gì thì con tay này á anh em chụp cái hông nó vậy. Rồi trước khi muốn chụm lại anh em kẹp nó, kẹp vô nè nó, ví dụ mình tháo bên kia, cái này là mình lấy cái dế chân anh em mình chụm lại thôi à, chúng có ở chân á, mình đang cắt bóng cho nó thôi, mình kẹp cái gì là cứ ngắt à nó. Còn mà anh em mà sợ nó quay quá tấp á, cùng ăn keo dán điện nè, anh em dán mỏ lại để cho trường hợp đó anh em sẽ bị táp á, dán mỏ lại gì nè, anh em dán mà cái khúc mà chừa cái mũi ra nha, anh em dán chừa cái mũi ra rồi đó vậy đó, rồi anh em cứ cắt thôi. Con này con cái nó mang bầu nha anh em, đừng nhẹ cái bụng đó, mình chỉ có cắt cái giò nó cho nó đỡ đau thôi, rồi mình cho vô khói. Đó anh em thấy không, mình kẹp cái vỏ lại nó dễ lắm đó, mình cắt vỏ thôi. Đối với con cái mà nó không giữ, nó nhát anh em, chứ không phải là con thường ngoan nha. Nếu mà gặp con ngoan á anh em cứ bỏ cây trụ đi, mình bỏ pháp bình thường, còn con này là con không giữ, nó nhát lắm, con cái cho đẻ anh em. Rồi đó, thấy không, bụng cái đẻ nè. Đó, rồi tới cái của mình đó thì anh em kẹp hai cái đoạn nhẹ nhẹ thôi, tránh bụng nó ra nha, rồi anh em cắt giò bình thường thôi, không có gì đâu. Trường hợp mà con cá nó không gì hợp tác mình phải dùng biện pháp thôi, cắt con giò cho nó đẹp đẽ lại, mốt được cái đau. Rồi cái gì nè anh em, được con gì rồi nè, anh em bó lại gì nè, bó miệng lại gì nè, anh em cứ thả vô chuồng được là cho nó thối thôi chứ không coi chân. Đó anh em thấy không, gì nè, cứ anh em cứ bỏ vô cho thối thôi, rồi nó cứ để gì đi là tự động con đực nó chạy, hoặc xíu nó chạy lại nữa nó thối à. Rồi cái vụ mà thối thì clip trước mình có quay cho anh em xem đó, cứ bỏ đi là tự động thôi được lại phối à. Còn tầm năm từ 10 đến 15 phút mà con đực nó không chịu phối á, thì anh em bắt ra đi đó, tại vì nè con này là con Dexter, nó lâu lâu mới chịu phối một lần, nó không phối hoài, bởi vì cứ để đi 15 phút ra thôi, lúc xíu nó cũng chạy lại à. Nó tình hình nó gật đầu nó sung gì đó là có cơ may phối rồi đó. Còn nói trường hợp mà ghen ghét với hibo này kia anh em đưa vô là phối liền luôn, trong vòng 50 phút nó không phối là anh bắt ra luôn chứ không cần để đâu. Rồi đơn giản hơn em vậy thôi chứ không quay chừng á. Nói như con mà ngoan vậy phải không, anh em cứ để gì cầm chân lên gì nó, anh em cứ cắt thôi có gì đâu. Còn con đó là con nhát, mà lưu ý nha, con cái anh em nên chùm mỏ đi, khi nó cắn con đực á nó không bị cắn được hư đực của mình, trường hợp tại em nuôi cái nhiều con đực á anh em, còn anh em nuôi mà nuôi chung chuồng luôn được con cái thì nó sẽ dễ. Rồi đơn giản như đó, hỏi được để lễ khói à. Rồi ba anh em nha.